nước y ông kiềm và các bệnh về da. Tuy không nguy hiểm, nhưng các bệnh về da gây phiền toái và mất thẩm mỹ đối với người mắc phải. Bệnh vẩy nến, eczema, mụn dị ứng có thể làm cho người bệnh cảm thấy khó chịu, đồng thời khó kiểm soát được sự lây lan của bệnh. Bằng cách uống nước y ông kiềm giúp nâng cao hệ miễn dịch từ bên trong cơ thể, các bệnh về da giảm dần các triệu chứng và khỏi hẳn. Hãy kết hợp với sử dụng nước pH 6.0, nước beauty để chăm sóc làn da tốt nhất. Vì sao bệnh về da khiến ta gặp nhiều rắc rối? Hiện nay các bệnh da liễu thường xảy ra phổ biến trong cuộc sống hàng ngày bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Một số nguyên nhân phổ biến như: do làm sạch da không đúng cách, do sử dụng nguồn nước sinh hoạt không đạt tiêu chuẩn, do môi trường sống ẩm thấp nhiều bụi bặm hoặc do ăn uống quá dư thừa dầu mỡ. Trong đó, stress kéo dài cũng là một trong những nguyên nhân gây bệnh. Đặc biệt cần lưu ý, nhiều người bị viêm da, bị bệnh do da là vì tự ý sử dụng mỹ phẩm tự chế, kem trộn chứa nhiều corticoid hoặc mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, được truyền tai nhau hoặc lan truyền trên mạng. Khi bị bệnh thì điều trị ở những nơi không uy tín hoặc điều trị những nơi uy tín nhưng không dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, nên dẫn đến những biến chứng khôn lường. Cơ chế dẫn đến các bệnh về da, do hệ thống miễn dịch hoạt động quá mức. Các phản ứng dị ứng và miễn dịch có thể dẫn đến rối loạn trên da theo một chuỗi các phản ứng trong cơ thể. Các chất gây dị ứng có thể gây ra các triệu chứng ngoài da phần lớn là do thiếu nước trong cơ thể. Khi cơ thể không đủ nước, nó sẽ giải phóng nhiều histamine đi vào trong máu. Đây là nguyên nhân chính từ bên trong. Quá trình giải độc qua da có thể dẫn đến da xấu, da mụn, các bệnh về da. Histamine được giải phóng sẽ gây ra các phản ứng dị ứng ngoài da, chẳng hạn như người phải phấn hoa, ăn phải thức ăn lạ, nguồn nước bị ô nhiễm hay những phản ứng xảy ra trong ruột làm tăng tiết axit và tăng nhu động ruột. Cơ thể chúng ta lúc này cảm thấy không được khỏe. Sự căng thẳng này trong cơ thể kéo dài, kết quả sẽ dẫn đến tình trạng ngoài da như bệnh vẩy nến, ngứa. Ngoài ra, khi da bị mất nước có thể gây dị ứng và tập trung ở các khu vực bị mất nước nhiều nhất, từ đó dẫn đến sưng đỏ trên bề mặt của da. Chữa lành các bệnh về da phải bắt đầu từ đâu? Bạn sẽ không thể đoán biết được tình trạng sức khỏe bên trong của mình như thế nào nếu chỉ quan sát bên ngoài hoặc dựa vào các dấu hiệu của da. Vì vậy, nếu bạn gặp các rối loạn trong cơ thể gây ra các bệnh ngoài da như bệnh vẩy nến, eczema, mụn trứng cá, da sưng đỏ, thì bạn cần quan tâm và cải thiện trước tiên là từ hệ thống tiêu hóa. Sự kết hợp giữa hệ thống tiêu hóa và những biểu hiện xuất hiện bên ngoài thể hiện qua những phản ứng trước tiên trên da của bạn. Và thông thường, sức khỏe tổng thể của con người chịu ảnh hưởng rất lớn từ hệ tiêu hóa, nhất là trong đường ruột. Như trong cuốn sách Nhân tố Enzyme, phương thức sống lành mạnh của giáo sư, bác sĩ Hiromi Shinza đã viết, đặc tính của đường ruột tốt hay xấu sẽ mô tả được tình trạng sức khỏe của một người. Một người khỏe mạnh có đặc tính đường ruột sạch sẽ. Để giữ cho hệ tiêu hóa cũng như các cơ quan khác trong cơ thể hoạt động một cách tốt nhất, bạn cần cung cấp đủ nước cho cơ thể, khoảng 2 lít nước mỗi ngày. Không chỉ cung cấp đủ nước sạch, bạn cần bổ sung đủ nước tốt, nước y ông kiềm để cải thiện các chức năng quan trọng giúp nâng cao sức khỏe, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh khác nhau. Tác dụng của nước y ông kiềm đối với làn da. Nếu bạn hoặc người thân có các bệnh về da như trên thì bạn có thể ngạc nhiên rằng uống nước y ông kiềm có thể giúp làm giảm các triệu chứng này. Nước y ông kiềm có thể giúp bằng nhiều cách khác nhau. Đầu tiên, nước y ông kiềm là một trong những cách tốt nhất để bù nước cho cơ thể, giúp các tế bào hấp thụ dễ dàng hơn với các cụm phân tử nước siêu nhỏ, đồng thời cân bằng độ pH trong cơ thể của bạn, đưa cơ thể trở về môi trường kiềm, vì khi cơ thể mất nước, nó cũng trở nên axit hơn. Độ pH cao hơn của nước y ông kiềm sẽ trung hòa độ axit và giúp bạn khôi phục lại sự cân bằng pH trong cơ thể. Ngoài ra, nước y ông kiềm còn giúp làm sạch đường ruột nói riêng và hệ thống tiêu hóa nói chung một cách hiệu quả, loại bỏ các axit dư thừa bám trên thành ruột hay dạ dày, khôi phục chức năng tối ưu của các cơ quan trong cơ thể, nâng cao hệ thống miễn dịch, giảm thiểu tối đa tình trạng da xấu, thiếu nước, kém khỏe mạnh hoặc thải độc qua da. Bác sĩ Hiromi Shinza, giáo sư về phẫu thuật của trường Đại học Y khoa Albert Einstein, trưởng khoa nội soi của bệnh viện Beth Israel ở New York, đã cho các bệnh nhân dùng nước y ông kiềm nhằm hỗ trợ điều trị bệnh đường ruột. Kết quả là sau 90 ngày sử dụng, bác sĩ quan sát thấy tình trạng ruột của bệnh nhân được cải thiện rõ rệt, thành ruột hồng hào và sạch sẽ, trong khi tình trạng ruột trước khi bệnh nhân uống nước này là thành ruột bám dày đặc chất bẩn. Với ưu điểm này của nước y ông kiềm, bạn có thể tái hydrat hóa cơ thể, tức là cân bằng lượng nước trong cơ thể. Từ đó phản ứng histamine được giảm bớt, da sẽ giảm các triệu chứng khó chịu và bạn sẽ cảm thấy giảm ngứa. Những vết chày loét sẽ đóng vẩy và khô dần. Theo thời gian, bạn sẽ thấy rằng làn da của bạn được cải thiện hiệu quả. Với việc làm cân bằng độ pH trong cơ thể, bạn sẽ thấy sức đề kháng trở nên tốt hơn. Từ đó chống lại virus và vi khuẩn, cải thiện tình trạng sức khỏe tổng thể, làm cho bạn có nhiều năng lượng hơn, sức khỏe dẻo dai hơn, đặc biệt là làn da được cải thiện rất nhiều. Hãy like, share và theo dõi kênh HP Cosmetics để nhận được những thông tin hữu ích về sức khỏe và làm đẹp cùng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ HP Cosmetics nhé!